Kênh Mai Vàng 64 xin chào anh em nha. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Mai Vàng 64 ha. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ nha anh em. Thì hôm nay cũng một vắng mặt một thời gian dài nha anh em, tầm một tháng rồi ha. Thì em mới có thời gian để em quay video chia sẻ với anh em về cách trồng mai ha. Thì bữa nay là cũng còn có hai mấy ngày nữa tới Tết rồi nha anh em. Đó, thì đối với anh em, những anh em nào mà chơi mai mà chơi bông á, là tầm khoảng 15-16 là anh em mình sẽ tiến hành lặt ha. Thì cũng tùy theo là cái nút nụ của anh em như thế nào ha. Thì anh em tiến hành lặt để canh cho nó nở hoa ngay dịp Tết ha, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nếu mà cây nó nở rộ nhất ngay mùng 1 là ok nhất nha anh em. Thì tại vì mai vàng, tức là mai may mắn, vàng là vàng bạc, vàng quý, vàng bạc này kia, thì nói chung là nó sẽ rất là đem lại vận may cho những người mà chơi mai ha anh em, trong nhà mình ha. Rồi thì mình quay lại cái chủ đề muốn chia sẻ với anh em đó. Thì là cách trồng mai trong bộ 16 thôi, thì cập nhật cái tình hình cho anh em theo dõi ha, thì coi nó phát triển như thế nào nha. Đó, thì trước mắt anh em là một bộ đế của cây mai này nha. Thì quay cho anh em xem chơi ha, cho vui thôi. Đây là trên tinh thần là mình chia sẻ ha, chia sẻ và trao đổi với nhau thôi. Anh em nào thấy hay thì anh em có thể là trồng theo mô hình của mình, còn anh em nào trồng mô hình khác thì vẫn bình thường ha. Mỗi người có một cách trồng khác nhau nha. Rồi, đây là bộ đế của cây mai nè, sau tầm khoảng 15-16 tháng nha, trồng đất ha. Đó, đây là chưa có khui hết luôn nha anh em. Đó, đều rễ là gọi là rễ nơm tứ diện nha anh em, nhưng mà mình không có gặp khuôn ha. Anh em để ý nè, những cọng rễ nó còn rất là gối nha. Nhưng mà mình thích chơi cái gối gì nha anh em, chứ mình không thích sắp theo nó kiểu mà nó khích với nhau ha, nó đều chia đều hết ha. Đó, mình chơi môn nghệ thuật thì mình phải có cái gì nghệ thuật tâm hồn trong đó ha. Đó, thì anh em chỉ cần trồng cây mai ha. Trong giai đoạn này anh em trồng làm sao mà nó có bộ đế như thế này, hoặc là nhiều bộ đế khác ha. Nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ bông nha anh em. Đó, thì sau này cây mai anh em rất là dễ bán nha. Đó, và giá trị kinh tế nó sẽ cao hơn những cây mai mà mình trồng tàn thông, mình không chơi đế nha anh em. Một cây mai mà nó có đế, nó có tàn thông, nó có dáng dốc này kia, hoa đẹp thì là tuyệt vời ha. Còn cây mai mà không có đế thì nhìn nó không có gì mà đặc sắc hết cho anh em, cây nào cũng như cây đó thôi ha. Còn một cây mai có đế, nó sẽ có hồn trong cái mai của mình ha. Sau khi mình chơi bông Tết á, thì mình vẫn còn ngắm ha, mình còn ngắm bộ đế này kia nữa nha anh em. Đó, quay sơ cho anh em coi cái cây nè. Đó, mình đang nuôi đế, nuôi nhánh cho nó mập nha, chứ mình chưa có làm cái cành nhân nha anh em. Đó, anh em xem kênh thấy hay thì nhớ cho em một like và bấm vào nút đăng ký kênh nha anh em. Và lưu ý là anh em nè, khi anh em trồng anh em để cho rễ cho nó lộ lên về nha anh em ha, cao so với mặt đất ha, tầm khoảng cái này là khoảng 40 cm ha, 40 cm. Đó, mục đích là cho nó cái bộ đi rễ của mình nè, nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng ha anh em, nó sẽ nhanh, rất là nhanh lớn và mập nha anh em. Còn khi anh em trồng mà chôn dưới đất ha, là nó sẽ bị ngập cổ đế nha anh em, và cây nó phát triển không tốt nha anh em, chứ hay là bộ đế nó không có mập nha, không có bự được ha. Đó, cái đầu tiên là chúng ta trồng mai đó, là làm sao để lấy được cái củ đế gì đây ha, củ đế như thế này. Rồi, quay cái một cái cây tiếp theo cho anh em cùng tham khảo nha. Nè anh em, đây là cái cây mà em đã xả tàn được rồi ha, có quay video chia sẻ lại với anh em nha. Thì bây giờ nó cũng đã ra tược ha, ra tược, và mình tiến hành mình chọn cành nhân nha anh em. Đó, cắt để tạo cành nhân đấy. Còn nó, mình sẽ loại bỏ hết những cái tược mà nó ra nó không có đều cái hướng của mình nha.
thì mình sẽ tiến hành lãi bỏ ha, ngay từ đầu luôn. Mình chừa lại đúng 2-3 tược để mình xì cua thôi nha anh em. Thì cái lúc đó thì những cái tược này nè, những cái nhánh này nè, sau này nó sẽ rất là mập nha, nó lớn nha, nó đỡ cái công sức mà nó chia cho những cái nhánh nhỏ sau nữa nha anh em. Đó, còn sẽ quay bộ đế cho anh em xem nè. Đó, đây là cái củ đế nha anh em. Thì cái cây này là lúc trước á, mình trồng á, nó hơi thấp so với mặt bầu nha anh em, thì dẫn đến là mình phải moi ra nè anh em. Nó có một củ đế đây nè nha, đế nó còn một tầng dưới nó nha anh em, chứ không còn rồi ha, tại mình chưa có khai thác nha. Đó thì mình phải khui ra để cho nó cao hơn cái mặt đất ha, để cho nó không ngập cổ đế nha anh em, nó ngọt ha, dễ nó phải thở nha anh em. Thì cây mình mai mình sẽ phát triển tốt ha. Nè, hoành cũng ok rồi nha, cũng lớn rồi ha. Nè, bự hơn ngón cái nhiều rồi. Nè. Cây này hoa rất là đẹp nha anh em. Hoa hai lớp nha, hai lớp và từ 8 đến 12 cánh hết nha. Đó, quay thêm một số của cái bộ đế nên cho anh em cùng tham khảo nha. Đó. Nè, hoàn toàn là tự nhiên nha anh em. Chưa có cắt ha, chữa sửa gì hết ha. Nè, những cái cọng mà rễ dư nè, mai mốt anh em sẽ cắt bỏ nè. Nhưng mà mình hiện tại mình đang cho nó nuôi, để luôn cho nó mập ha. Nó nuôi mập cây nha. À, rồi sau đó mình sau khi mà cây nó ok phát triển tốt ha, mình cắt bỏ bớt nha anh em. Quạnh cây cũng khá lớn rồi ha. À, xương nè, phần xương cây nè, nó dưới lên. Cũng tương đối lực rồi. Cây này nuôi thời gian nữa là mình cắt xả tàn tạo cành nhân nha anh em. Chủ yếu là bộ đế với tàn nhánh chân phải lực nha anh em. À, có hoa nè, hoa gió nè anh em. Đó, mình không có chơi bông nha, nó héo mà cũng thấy anh em thấy cánh cũng là khá nhiều ha, chín cánh 10 cánh gì đó. Đó, tàn cây rồi. Đó, đây là một cây nữa nha anh em, bộ đế của cây nè. Đó, vậy là được rồi nha anh em. Theo em vậy là em đặt rồi ha. Chỗ này nó có một cái củ nè, sau đó sẽ một nguyên cái rễ nó ăn ra tròn đều cái mặt bầu nha anh em. Cọng nào cũng lớn hết trơn ha, rất là quái nha anh em. Cây này cũng xả tàn tạo cành nhân nè, cái cây nó đang phát triển cũng tương đối tốt rồi nha anh em. Đó nè anh em thấy nha, em để cỏ nè ha, anh em cứ để cỏ vậy nha, cỏ nhỏ nhỏ này nè. Những cỏ này nó rất là tốt nha anh em, nó sẽ giúp cho đất mình nó tơi xốp và nó không có bị nó không có bị khô nha anh em, bị khô đất ha. Nó cũng không có cạnh tranh dinh dưỡng nhiều với cây đâu anh em cứ để đi. Còn khi nào cỏ bự, cỏ lớn mà nó chen với bộ rễ của mình á thì mình nhổ nha. Còn những cái cỏ này nè, thì rễ nó rất là mỏng nha anh em, rễ nó nằm ở trên nha, trên mặt bầu ha, không ảnh hưởng gì hết cái cây mình nha anh em. Đó, anh em hình dung được cái cây này sau này bộ đế nó sẽ như thế nào ha. Trên tinh thần là chia sẻ nha anh em thấy hay thì em một like và bấm mình nút đăng ký kênh nha anh em. Đây cũng là một cây nữa nha anh em. Đó, rễ mình để khơi cho mặt bầu anh em thấy ha. Nó ra cũng là khá là nhiều rồi nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy nó quái chưa, không đụng hàng nha anh em. Đó, bên đây cũng có đế nha, nhưng không có nha, mà chưa có nhiều bằng bên đây ha. Cái mặt này là mặt tiền của nó nè. Đó, chơi cây gì cũng phải vậy, có mặt tiền, bonsai gì cũng vậy, có mặt tiền rồi ra trước ha. Rồi nhiệm vụ là nuôi cho cái cây này nó mập nhánh mập tốt nha anh em, cắt tỉa lại là ok ha. Đó, anh em xem kỹ nha. Đó, những cọng rễ này nó ra nè, nó ra nó đụng thành bầu ha, là nó sẽ đi xuống nha anh em, đi xuống, nó không đi mọc lan ra ngoài nha. Sau này anh em bứng hoặc anh em nuôi nó rất là dễ nha. Còn khi mà anh em mà trồng lan dưới đất á thì nó ăn lan ra ngoài, khi mà anh em bứng nó sẽ đứt cọng rễ nha. Đó, khi anh em bứng nó đứt mấy rễ này nè, là nó sẽ suy cây mình nha anh em.
Còn trong bầu ăn đi xuống ha, anh em chỉ cần cái bầu này, anh em chỉ cần ha mở bầu ra em lật bó nó quấn lại là xong nha anh em, rất là tiện lợi nha anh em. Rồi quay cho anh em xem cũng vài cây ha. Nói chung là em trồng cây nào cũng có đế hết nha anh em, cây nào mà không có đế không có kỳ kia là em không có trồng nha, bông xấu thì cũng không trồng luôn nha. Thời buổi cạnh tranh mà mình phải tuyển chọn nha anh em, và lưu ý là anh em đừng có nên trồng nhiều nha, trồng tầm khoảng chừng 100 cây 200 cây đổ lại anh em chơi nhà được ha. Thì anh em trồng anh em bỏ đó, chăm sóc cũng tuần anh em ghé chăm sóc một lần ha. Thì thấy vậy chứ nhanh lắm nha anh em, tầm khoảng 5 năm 10 năm anh em có thể bán được rồi nha. Rồi em quay cho anh em xem một cây mai giáng phụng á. Đó, tương lai thì em sẽ nuôi cho nó thành phụng uống uống éo ha. Đó. Cũng là một cái ý tưởng nha anh em. Đó, thì quay cho anh em, những anh em nào mà mới tập chơi á, thì có thể xem những video của em mà có thể là trồng theo ha. Còn những bậc cao nhân tiền bối thì em chỉ chia sẻ thôi nha. Em không có múa rìu mắt thợ nha anh em. Đó, còn đây là bộ đế của cây nè anh em. Đó. Anh em thấy bộ đế nó ăn lan ra đều hết trên cái mặt bầu không? Đó. Hoàn toàn tự nhiên không sắp gì hết nha anh em. Đó, cây này em thấy là những cái nó có những cái rễ chia ra như cái móng con này con kia nha anh em. Cái móng ha, móng của con phụng ha. Con này kia con những giống như mấy con mà để bàn rồi đó anh em. Thì em mới chừa lại ha. Đó, hình dung nó sẽ sau này nó sẽ trở thành cây mai có dáng của một con phụng nha. Rồi năm mới thì cũng không có nói gì hơn thì chúc anh em xem kênh vui vẻ ha, và cảm ơn những anh chị em đã tin tưởng, đã like, đã ủng hộ và đã đăng ký kênh của em nha. Thì chúc anh em và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự nhí ha, phát tài phát lộc. Và xem video thấy hay thì nhớ cho em một like và bấm vào nút đăng ký kênh nha anh em. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Em mến chào anh em nha.